Khi chúng ta lên xe thì chúng ta sẽ điều chỉnh ghế theo vị trí của mình này. Thì đây là hình một cái ghế. Thì quý vị muốn ghế của mình chạy về phía sau thì mình chỉ việc đẩy ghế về phía sau này. Và mình đẩy về phía trước là lên phía trước này. Đấy, thì ghế tự động chạy lên phía trước. Còn đây là phần về tựa lưng. Đấy, với cái đẩy về xuống này thì cái tựa lưng sẽ ngả ra đằng sau này. Còn khi quý vị đẩy lên phía trước này, tựa lưng sẽ đưa lên phía trước. Còn đây là phần tựa đầu. Tựa đầu thì nó có thể chạy lên lại xuống được này. Chạy xuống này. Chạy lên này. Để vừa với phần đầu của mình đỡ được cái phần đầu của mình. Đấy. Sau khi mình chỉnh ghế xong với ngồi với tư thế thoải mái này thì mình có thể chỉnh lái được. Dùng tay mình có thể với mình chỉnh lái được. Đây là một nút bên bên trái là nhỏ này là chỉnh lái này. Quý vị đẩy xuống này, lái chạy xuống này, đẩy lên này thì lái sẽ chạy lên. Đấy. Còn khi mình đẩy ra này, lái chạy ra. Đấy. Khi đẩy vào, lái chạy vào. Đấy. Sau khi mình chỉnh ghế trong chỉnh lái xong, mình chỉnh gương này. Thì quý vị muốn chỉnh cái gương bên trái thì mình phải bấm sáng đèn cái nút gương bên trái này. Đấy. Sau đó mình chỉnh ở dấu cộng này. Đấy, lên xuống. Mình chỉnh gương bên trái xong rồi, khi mình muốn chỉnh gương bên phải này thì mình chỉ bấm sáng đèn bên phải, sau đó mình lại chỉnh lên xuống. Và cái nút giữa này là cái nút để mình có thể cụp gương vào bất thình lình, ví dụ như mình đi vào một đường hẹp nào đấy, mình muốn cụp gương vào bấm mà. Gương sẽ cụp cụp vào. Đấy. Sau đó mình bấm đây. Gương sẽ tự động chạy ra. Đây là phần ghế và gương lái. Sau khi mình muốn chỉnh xong rồi, mình muốn nhớ vị trí này của mình lại thì mình bấm M. Bấm 1. Đấy, khi nó tít một cái là nó nhớ vị trí này rồi. 2 3 là dành cho người thứ hai và người thứ ba. Còn khi mà người khác lên để xô lệch mất vị trí đi này, không phải vị trí của mình nữa, mình bên xe của mình bấm giữ số 1. Nó sẽ tự động chạy về đúng cái vị trí mình vừa nhớ số 1. Còn khi mình cảm thấy nó chưa thoải mái, mình lại chỉnh lại, mình lại bấm M bấm 1 thì nó sẽ tự động cancel cái lần trước đi. 1 2 3 là dành cho 3 vị trí. Quý vị nhớ là khi mình chỉnh ghế, chỉnh lái, chỉnh gương xong, mình bấm M xong mình mới bấm số. Đấy. M xong bấm số thì nó sẽ nhớ cái vị trí của mình.